Dạ, hôm nay nó đỉnh điểm hơn ai mà vậy, nó bị cháy hết nửa não rồi. Giờ là nói Hôm chuyện nay với cô nó là chỉ Trang vòng với chú vòng Long thôi. thi mà em không qua hả? Cô Trang với chú Long thi kìa, 483, bốn mươi Ai? bảy thùng rồi, Ai nói á? Cái gì nhiêu? 47 47 thùng chứ không phải 447 thùng hả? rồi. Trời, em tính bằng trăm không hả? Chị nghe nhức đầu quá, chị đâu có biết đâu. Chị idol mới, chị chỉ biết mấy cái thùng Trời chị thôi. ơi, tưởng đâu phút giây chưa, phút giây chưa có đạt kỷ lục 300 thùng mà giờ này chị đang 400 là thôi rồi, gụng nụ rồi. Tôi giả ước mơ quá. Nhà khổ ra không có 300 thùng phải gì, là gì thương nhỏ em không có tiền bơm vú ra. Ai mày bơm vú không, chị ruột tao bơm cho, Nhưng mà phải có mỡ, chị ruột tao nói phải có là trước tiên á, trước tiên là phải có mỡ vú. Ây trời da, ơi, trời nó không có mỡ ơi, gì, lấy mỡ đít em đắp vô được không? đâu em đứng dậy coi chị coi cái đít em coi, em đứng chị coi cái đít em đợi. Không, lóc lóc gán lóc lóc ra cho nó khuyết vô một xíu cũng có được nhiều lắm. Bóp luôn nha, bóp luôn, không bóp vô làm sao biết nó có mỡ hay không. Mấy ba ngộ quá à. Đây ta trình bày cho mấy ba cứ bắt bẻ không à, về sau được không? Được, được bóp lại. Được không? À, anh em thấy không? Đâu có độ đàn hồi gì đâu, đâu có mỡ đúng không? Được không? Anh em thấy rõ không? Nó thấy rõ bóp lại nè. Không hả? Đây, nói là cho bóp một cái này tặng cho cây kiếm. Nè, tự lấy tay đụng nhẹ vô một cái đi. Hay lại đi cho mày cái kiếm nè. Người ta hỏi á, là vú mày có mỡ không? Mày cho tao đụng cái tao khám cho mọi người coi mỡ không là được. À, không có chị. Vậy là em tốn hết cây kiếm rồi đó. Nên đây là lỗ vốn đó, mọi người nhớ tặng quà cho em nha. Nãy giờ lo nói chuyện với chị mà quên bào luôn. Biết rồi, bằng bào bị mục hay sao. Phúc Ray Beauty Aquafina. Niềm tin cuộc sống. Ai lên chảnh là thường thường là thấy gì chị? Tình trạng thì nè, Nãy giờ ủa chị có em đi có thi coi mấy không? cái gì hả? Em không có coi. Nào giờ em không có biết gì hết trơn á. Với lại con mình em đi à, thấy vậy kêu anh Vy ảnh quen trên Bigo nè, kêu ảnh cho có gian đi xe hơi cho nó sang. Hồi nào giờ em không có biết mấy cái vụ này, lên mẹ cho ảnh làm mẹ gì trời, cũng lẽ viết một bài Đón nhạc khách diss công ty Bigo tặng mấy múa cái quà khai như là mạc, gác khai mạc cưới rồi. đón khách nè, xong rồi mời múa khai mạc chương Trời ơi, cái kiểu giống đại như diện cho là khách biểu cuối năm mà nó đãi tất đại niên á, nó chi ân khách hàng á, chi ân khách đại hàng kêu diện mấy thằng nhà xàm xí tài đu trợ, đầu hói lên cảm đại ơn diện á. nhà tài trợ mô mô khách biểu, xong rồi giới thiệu các bạn thí sinh, xong rồi tài năng, xong rồi mỗi người lên biểu diễn tài năng đó em. Chẳng hạn như em một hai ba anh tuột tuột Dạ em ra đâu đó là vậy đó, em lên em tuột có ba tuột diễn, diễn có ba vòng mà rồi dòng thi cá tính lên xàm xí đú hết mấy giờ mà thi lẹ lẹ thằng đi về chủ yếu có khán giả thôi chứ mà có thắng đâu, thi cá tính rồi dòng mấy có thi cá thắng tính đâu. thì ứng xử Cá tính là sao chị, tao đang bình suy nghĩ thường cá tao tính không là biết tao sao? tính vậy là dòng thi thi gì tao không hiểu, chỗ này Không tao lẽ là không càng càng men càng thắng thắng, cá tính là tôi cá tính rồi đó, tôi đậu rồi đó. man đàn ông đích Còn cái này là cứ cái gì à, dòng thi ứng xử à. hả, có cho nó móc không, Thì đó em cứ nói giống như là có cho nó vàng móc bào không? lửa cưa, trên đây thì em nói y chang vậy đó, vàng bào lửa cưa gì mà em nói y À, em hỏi à, bạn cảm thấy như thế nào khi bạn đã đi tới vòng ngày chang hôm vậy nay, thì đó. thôi Tao
Trời ơi, xong cái là phát biểu đó ha. Nè, ví dụ vậy. Trời đó, có mẹ gì đâu lên thì chỉ biết là mẹ bào 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 ngày hay bào ngày thì bào không đủ rồi bào đêm, bào tới lui bào từ từ cũng đủ thôi. Ứng xử gì được không? Hôm nay cảm giác của Phúc Ray khi thế nào vậy? Beauty. Dạ, mà nói chung là một idol hot của Bigo. À, mình rất là vui khi ngày hôm nay bạn có mặt ở đây. Khi mà mình đạt giải beauty ạ. Gương mặt xinh đẹp của Bigo. Dạ. Vâng, và lời nói đầu tiên cho cảm ơn toàn thể quý vị khán giả trong buổi tối ngày hôm nay. Chào nhất là chị Sim Dục, Simi, chị Dục của em đã có mặt trong ngày hôm nay là em vui rồi. Thật ra mình phải rưng rưng cảm động. Chớ, từ từ. Nè. Thật ra em thấy như chương trình này không phải cái gì hết. Mà là em muốn lên đây em tìm một người chị của em. Nghe nói là chị năm nay chị có đi cuộc thi này. Cho nên em muốn tìm. Rất là lâu lắm rồi mà không gặp. Nếu mà bây giờ có chị ở đây em cũng cho chị làm beauty luôn. Chị và booty được không? Không có làm beauty. Em beauty, chị booty. Booty. Ra là chọn cái bản này là tại vì sao? Tại vì nhà nghèo quá. Với mấy idol lớn đua bản kia. Mình đua bản này cho cái nhà lá giường. Chị biết vậy. Đã mà lọt vô vàng trong còn lắm. Còn được lên TV đâu kiếm chị dụ. Em kiếm chị lên, chị sẽ qua booty chị kiếm em. Hôm bữa xem không, em không nói là chị ơi em muốn chị qua bên em là chị qua rồi. Em chỉ cần nói một tiếng là chị qua thôi. Ngoài chị em cho VK chị em gớt sớm mà. Ủa tóc hai cũng vô mà. Tóc hai em vô nhưng mà nhắm gì. Lúc đó chị thắng rồi chị nhớ thằng em út này chị đập cho em. Chị biết đâu lúc đó chị có nhớ chị có lôi kéo em không. Chứ ngoài em nói chị nghe này là dạo này em để ý ở trên Bigo này. Em bữa đó em cứ hát đi, chị sẽ post nhẹ nhẹ cho em. Post nhẹ nhẹ cho em, đó. Dạ, chắc lúc đó em, chắc lúc đó em diễn tự tin lắm chị. Em có nghe bài phía sau một người, phía sau một người đàn ông không? Ủa, thì thôi, bây giờ nói với anh em như vậy, anh em đừng lo nữa. Tới bữa đó mình giật top 1 rồi. Tại vì lên đó bà con dòng họ mình chảnh không à. Bà con dòng họ mình chảnh không đó. Cảm ơn chị cô. Cảm ơn chị. Ừ, trúng vòng chắc luôn nè. Không trúng vòng chặt cái đầu em chị bỏ. Chị đập đi, chị đập mà nổ 100% mà chị cua mà không trúng con rồng. Công chúng thằng thú là chị chặt cái đầu qua em làm banh cho chị đá chơi. Đang con cua đòi trúng gồng. Biết đâu được nha. Mày mất hết đúng rồi. 8 người nhà hết nè. Chưa biết à. Chị Mây ơi, em nói chị nghe cái này nè. Em từ lúc em chơi Bigo tới giờ em chơi kiểu giống như là em chơi với mọi người trong đây rất là vui. Nhưng mà lâu lâu cũng có nhiều sóng gió. Dạo này em thấy nhiều con yêu quái nó cầm cái Bigo mà nó nói gì lắm chị. Nhiều lúc á em ở trên đây có một mình thì chị cũng biết rồi. Có người thích cũng có người ghét cũng có người đâm chọt. Người ta chửi bới thì chị chơi trên Bigo là này lâu chị biết rồi. Nhiều khi á một cái con yêu quái mà em tiêu diệt được. Sau này mà lỡ xuất hiện nhiều cái thằng đó, nó cầm bàn chải, nó cầm mít go rồi kia yêu quái nhiều quá em đói không nổi. Cho nên là mấy chị nhớ đừng bỏ rơi em nha. Cuộc đời em sẽ phong ba bão tố lắm đó. Chị Dương em kể chị nghe vụ này. Hồi nãy bà cua lên bà chửi bà vụ gì quá trời luôn. Tụi qua trời qua đất. À quên, nhỏ kia. Nhỏ kia kìa chị Dương. Không phải bà cua.
Kìa kìa. Nào? Nói bà Dương chơi dân khúc gây hoài mà không thấy bà Dương vô tặng đậu. Thấy chơi live house âm thầm lặng lẽ tặng vote ở ngoài luôn. Ai? Bóng hả? Bà nghe mẹ mày nghe bóng. Cái gì tao đổ thường bóng được rồi. Nó là muốn lộn não rồi. Bóng vô chưa? Bóng đâu? Ừ, bóng vô luôn rồi kìa. Rồi giờ con nhỏ nào, con hồi chắc con đi chửi quá. Hồi chắc con đi chào giới thiệu mọi người, em là idol mới. Chẳng hay chị kiếm ai vậy? Chị là ai? Chị là ai vậy? Dạ. Dương, mày qua mày kiếm nó. Chị kiếm ai vậy? Như là có sự nhầm lẫn nào đó phải không? Em idol mới tin luôn á. Tết này em mới mua. Cái người khúc gây gì đó mà mấy bạn nói, tôi không biết người đó là ai hết. Nó giờ là đụng chuyện rồi đó. Rồi nó kêu like, nó kêu là BK. Chị Simi. Nó kêu là BK. Cái thằng này bữa chửi Simi á, thằng nào vậy Bobo? Chị Simi. Chị hồi nãy em nói cái vụ mà chị không hiểu á, bình thường em ở Long An á, cứ khi đụng chuyện em về Tây Ninh nè. Bật bánh tráng. Trời đất mẹ tao nói. Nói giỡn nhưng mà cô đâu mà bà cô bà đập hú hồn luôn, công nhận. Để cái khuôn viết tím mà nhìn cái avatar thôi, khỏi thấy khuôn mặt cũng biết là cái người chơi cái nick đó dễ thương đẹp gái rồi. Hôm bữa mà đi ba với chị cua mà chịu khó mà ăn mặc mà sexy một chút xíu là chị ba chị cua là number one luôn á. Chị là đẹp nhất cái gì nakalit cái quần què đó. Rồi bữa đó là xém nữa lên được nhảy với mấy anh sáu múi luôn rồi. Đi ba luôn á, gì cua? Mày vô trong. Bà cua bà ngoài bà cao lắm. Bích một bích mà vú một vú luôn nha. Canalit đó. Nào mẹ đây nào giờ có đi ba đâu. Có thấy nào đi ba mặc quần thể dục học sinh mang dép lào vô đó đứng ngó không? Nhưng mà cũng gắng hòa đọc cầm nhầm với anh em cũng lắc cho người ta biết mình dân chơi. Tới khi mà bước ra ngoài rồi mới thấy trời ơi, ngày mai còn đi học nữa. Cảm ơn hơi bằng lăng. Cô ạ. Ủa là tao không biết mày đi ba luôn á. Mày đi ba rồi mày đi vô chổng rồi mày đi sao mày đi ngang hả? Đi vô đó đứng dảnh cái mỏ lên giờ mấy thằng sáu muối với làm gì. Hay mấy thằng sáu muối nó mua cột nó giờ này trong ba nó hay có mấy nhỏ mua cột á giờ này đổi dịch vụ rồi nó cho chai sáu muối lên nó nhảy mới đứng mới dảnh mỏ lên mà nó hết giờ về. Bữa nào Phúc dẫn chị đi ba được bữa đi canh lít gì đó em mới nói chầu đó tự nhiên em kể chị nghe hồi nào giờ em không có đi ba em chơi vậy thôi nhưng mà khi mà em đi ba á em không có vô đó tại vì em không có nhu cầu vô đó tại vì nhiều khi người ta rủ thì em đi thôi chứ em thấy em không có đủ điều kiện mà em vô mấy cái đó em cũng không biết nữa. Có hôm mà đi vô ba rồi á tự nhiên nó nắm tay nhau nó đi xe lửa. Ở đi xe lửa vô ngay cái giữa trung tâm luôn chị. Bà mẹ đi. Em đứng em dòm xung quanh ai cũng dòm em người ta cười mà người ta nắm tay người ta nhảy vòng vòng nó chết mẹ rồi lạc vô bộ tộc nào hay gì. Bà mẹ nó nhảy giống như là một thế giới khác luôn á chị ơi. Kiểu giống như nó xa xỉ lắm. Mà vô đó em vô đó làm gì? Tánh em nói nhiều vô đó làm gì nói chuyện với người ta buồn quay qua ngứa miệng nói chuyện với người ta tàn người ta hả không. Thật ra là em không có thích vô đó nhưng mà bạn bè người ta rủ ghê người ta cám dỗ nên em vô thôi với lại là có chị cua em trong đó em sợ thằng nào vô đó nó bóp đít chị cua cho nên em vô em bảo vệ vô là vậy thôi thương mấy chị em thôi chứ không gì à cua là chị của em dạ hả? Cua là chị ruột thừa chị nuôi mới nhận. Ủa mày còn tặng không cô? Mày còn tặng không? Tao nghe nói hôm nay mày lên 10 tháng thì, phải không? Mà mày thì hiện tại giờ ngưng rồi mới thảo mai đang cho ra đổi cái xe đằng nữa nè.
chứng 83% ngồi mọi người lên. Chị làm Bigo bao lâu rồi chị Simi? Tháng 10 2016 hả? Giờ này cũng 2-3 năm rồi ha. Thì khoảng bao lâu nữa em mới được bằng chị đi? Sắp rồi, em sắp rồi. Sắp sao đâu được mà sắp. Chị chưa có ốp Bigo chuyển qua lấy chồng xong rồi lại ở nhà làm du sờ mà. Sao mà sắp được. Anh Vina anh nói với em rồi. Anh Vina anh nói với em rồi. Anh nói là sang năm á là anh qua gum của em anh đóng luôn. Chị giàu nghĩ làm idol rồi. Em chịu rồi. Giờ có còn có một mình chị thôi. Thì làm sao mà để sau này mốt người ta đăng lên YouTube người ta nói là chị ruột bái ngôi trao vương miện cho Phúc Beauty. Chúng thần thú hả? Cô ơi, chúng thần thú qua Thảo đây cô. Kìa, chúa chúng thần thú rồi kìa. Phúc. Đục. 30k má. Đúng không? Không trúng hả chị? Cày quá ta. Tức dữ gì? À. Tao cà ra đập đại gì? Em nghĩ lần này sẽ là cơ hội may mắn nhất luôn rồi. Giờ cà nó đi. Nãy rảnh nằm ở không biết làm gì gọi nói chuyện với nắng cô với lại đường tâm tạng hồi nãy trên Bigo hot không à? Ban chủ Kiều Phong này nè. Chỗ này làm ăn khó khăn lắm vậy. Giờ không trúng gì vậy trời. Cua mà chơi trúng thì sao cua nổi tiếng được. Cua nổi tiếng là xém phá sản trên Bigo mà. Chị cua. Lát hồi rảnh không? Về đội của em đi, em gọi chị lên tư vấn chơi xa lắc được không? Mày. Em ghiền. Mày la đi kìa Phúc, tư vấn chơi xa lắc kìa. Em muốn thử. Mọi người chơi em lên 5 sao đi mọi người. Em có quà hôm qua em đổi cho chị Simi. Em tặng cho chị Simi. Dễ sợ mọi người. Nãy nó đi PK cho nó tặng cho người ta. Hôm qua Mi thi mà nó không tặng cho Mi. Mi buồn hết sức. Trời ơi Mi đợi. Coi như đợi là coi như là không. Mi không thấy luôn mọi người. Buồn, Mi buồn. PK là em biết là chắc chắn là chị dù của em sẽ thắng rồi. Cho nên là em cũng an tâm phần nào. Cái mà lát hồi em tặng chị chỉ gọi là quà Tết thôi. Một chút nhỏ mọn. Dạ. Nó đã hơn. Dạ. Tại không biết thôi. Chị cô ơi, ở là lát hồi tư vấn em chơi salad đây, em muốn theo chị. Con bớt nữa nè. Ở quận 2 là phải từ đây. Quận 2 mà phải từ đây nè. Băng ra quốc lộ nè. Chạy đường đại lộ Đông Tây. Xong rồi băng qua đường hầm nóc hầm Thủ Thiêm. Chạy mất bị trên kia nữa mới gặp được chị ruột đúng không? Đúng vậy. Vinhome á, bên kia cây cầu Sài Gòn. Cầu Sài Gòn à, để mốt nữa tìm sao đi. Em tính là like được một thời gian kiếm tiền đăng báo kiếm chị Dược luôn. Kiếm chị Dược hả? Ừ chứ cuộc sống em giờ khổ quá rồi. Em phải về với hạnh phúc gia đình của em thôi chị à. Lát các anh em Dubai xe cho xin chăm xe nha. Ok chị. Em có thể giúp chị. Ủa, một khi bóng, kêu bóng, một tiếng chị hay tiếng nãy giờ nó nói với con Dương là em chửi Dương cái bóng. Bây giờ sao? Cuộc đời em sao? Bóng. Cuộc đời em sao bóng? Nó kêu hồi nãy. Nói gì nói thì bây giờ thì nói chung là
Chuyện nó đã lỡ dở như vậy rồi, đường nào nó cũng đuổi em ra khỏi tem thôi. Thì chỉ có nói gì cũng vậy à. Sao thiếu nhiệm vụ kìa mẹ nha. Đó con Dương luôn kìa, đó con Dương trong rung nó bấm hỏi con Dương đi. Nãy nó nói mốt qua, mốt qua chị My chơi đi Phúc. Đây chứ, chắc chắn rồi. Để lên Thảo Mai mà. Chị Dương kìa hả? Đâu? Dương đâu? Không, không, màn hình tí cho chị Dương với em. Thì đó, em coi lúc nào cũng coi chị là chị Dương hết trơn á. Nếu mà chị cảm thấy như vậy thì chị làm đi. Mày hơi mất dạy đó Phúc. Lật mày hơi mất dạy đấy. Mọi người ơi, mọi người có thấy rằng khúc dây này là mất dạy không? Câu xin hôn nhân. Không. 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 Ai vậy? Mì, ít mì này là bóp đúng không? Kích ông bóp ra đi chị. Mà ông chuyền gà hôm qua gùm em không nói xấu chị hoài. Nóng máu không nổi nữa đâu. Bóp kìa, bóp á chị.